Kính thưa tiến sĩ Lê Khánh Vân là chủ tọa đàm và kính thưa toàn thể quý vị đại biểu tham dự phiên thần kinh như ngày hôm nay. Hôm nay em xin trình bày một cái chủ đề, đó là giải trình tự gen thế hệ mới trong chẩn đoán bệnh lý Charcot Marie Tooth. Thì nay mình có rất là nhiều các cái xét nghiệm về gen, nhưng làm sao để mà mình hiểu đúng về xét nghiệm gen cũng như khi các bác sĩ lâm sàng đề nghị xét nghiệm gen thì mình sẽ vận dụng các cái xét nghiệm này để hỗ trợ việc chẩn đoán và phục vụ thế nào để một cách hiệu quả nhất. Thì phần trình bày của em sẽ gồm có 4 nội dung, là thông qua bệnh lý Charcot về các cái xét nghiệm và trong lĩnh vực sinh học phân tử. Thì về bệnh lý Charcot Marie Tooth hay bệnh lý CMT, đây là một cái bệnh lý thần kinh ngoại biên di truyền rất là phổ biến, gây ảnh hưởng trên các cái dây thần kinh vận động và cảm giác. Thì tần suất mắc bệnh CMT sẽ thay đổi tùy theo từng chủng tộc, và người ta ghi nhận trên thế giới là cứ khoảng 10.000 ca thì sẽ có khoảng từ 1 đến 3 ca được chẩn đoán là CMT. Và cái tuổi khởi phát bệnh thì sẽ thường xuất hiện vào lứa tuổi nhỏ hoặc lứa tuổi thanh thiếu nhi, và một số trường hợp thì bệnh có thể khởi phát muộn hơn, sau 30 tuổi. Thì một trong những cái yếu tố quan trọng đối với bệnh lý CMT đó là cái tiền căn gia đình, và một số những cái trường hợp là trong gia đình chưa ghi nhận có người thân mắc bệnh nhưng mà sẽ xuất hiện ở trong thế hệ này. Tuy nhiên là sẽ vì đây là một cái bệnh lý di truyền nên có thể sẽ truyền sang các thế hệ sau. Thì bệnh do gây tác động lên trên các cái dây thần kinh vận động và cảm giác, nên do đó bệnh nhân của mình thường sẽ có giảm khả năng vận động, có teo, yếu cơ, yếu các chi, và bệnh thường tiến triển dần gây ra những cái về chậm vận động và giảm các cái cảm giác và gây biến dạng chi. Thì hiện nay việc chẩn đoán bệnh lý CMT chủ yếu là dựa trên các cái đặc điểm lâm sàng nghi ngờ là có một bệnh lý thần kinh ngoại biên di truyền, và kết hợp với lại khảo sát điện cơ ký để hỗ trợ cho cái việc chẩn đoán của mình. Thì dựa trên cái đặc điểm về lâm sàng, kết quả điện cơ ký và khảo sát cái đặc tính di truyền của bệnh nhân mà người ta sẽ phân loại ra các cái thể chính, như thí dụ như là CMT tiếp 1 là tổn thương hủy của myelin và thường có thể gặp ở kiểu di truyền trội nhiễm sắc thể thường, là thể thứ hai phổ biến hơn là CMT2 là thể tổn thương sợi trùng, hoặc bệnh có thể di truyền liên kết nhiễm sắc thể giới tính X. Thì đây là các cái dạng phân loại CMT, và càng ngày người ta càng khám phá ra các cái nhiều các gen liên quan đến cái thể di truyền của bệnh lý CMT. Vậy câu hỏi đặt ra là sau khi mình đã chẩn đoán, mình nghi ngờ bệnh nhân có bệnh lý thần kinh ngoại biên di truyền, hay là cụ thể hơn là đã đưa ra được chẩn đoán là bệnh lý CMT, vậy thì hiện nay điều trị cho những cái bệnh nhân có bệnh lý này như thế nào? Thì đối với việc điều trị bệnh lý CMT, chủ yếu là các cái bác sĩ sẽ hướng dẫn việc là điều trị phục hồi chức năng, chứ vẫn chưa có một phương pháp điều trị hữu hiệu gì cả. Bệnh mặc dù không gây tử vong nhưng mà sẽ gây làm do ảnh hưởng đến vận động cảm giác, làm cho bệnh nhân sẽ tàn phế, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân rất là nhiều. Và đây là những cái lời của bệnh nhân CMT, là sống với cái căn bệnh này giống như là cái nỗi sợ về tương lai của bản thân mình, bởi vì cứ nhìn thấy cái cơ thể của mình bị hao mòn dần dần mỗi ngày mà không có cách nào để mà khôi phục lại cái chức năng vận động cảm giác của cơ thể vậy. Do đó đây cũng là một cái vấn đề để làm sao mà mình có thể giúp ích được cho những người bệnh nhân CMT của mình. Thì do mình biết đây là một cái bệnh lý có ảnh hưởng lên trên các cái gen gây nên bệnh, do đó người ta nghĩ đến cái chuyện là làm sao điều trị trị liệu phân tử nhắm chúng đích vào các cái gen bị khiếm khuyết của bệnh nhân, để nhờ đó mà có thể cải thiện được, có thể hoặc là ngăn làm chậm cái quá trình diễn tiến của bệnh và có thể phục hồi lại chức năng thần kinh vận động cảm giác cho bệnh nhân. Vậy thì để có các cái trị liệu phân tử thì hiện nay một loạt các cái thử nghiệm lâm sàng đã được thực hiện ở trên thế giới. Mình thấy là có những cái xét nghiệm đã tiến tới pha 3. Một số cái xét nghiệm sẽ vào các cái phân tử đích, hoặc là sẽ là gây mình sẽ làm coi như là tác động lên trên cụ thể trên gen hoặc thay thế các gen. Thì đây vẫn là những cái thử nghiệm đang được tiến hành ở trên thế giới. Thì để có được các cái điều trị liệu pháp đánh trúng đích ở vào các cái pha lâm sàng, pha 1, pha 2, pha 3, thì cái điều quan trọng nhất là mình phải biết được cái gen nào bị tổn thương, và mình phải hiểu được cái cơ chế của bệnh. Bởi vì khi mình biết rõ được cơ chế của bệnh hoặc cái gen nào bị tổn thương thì mới có cơ hội để mình
hướng tới cái việc là điều trị nhắm trúng đích. Vậy cái câu hỏi đặt ra, làm sao biết được cái gen nào bị tổn thương? Thì hiện tại mình hay sử dụng cái thuật ngữ là mình đưa ra một cái chỉ định đề nghị xét nghiệm gen để giúp hỗ trợ cho chẩn đoán. Nhưng mà xét nghiệm gen thì cũng phải khu rú được gen nào, chứ mình không thể làm tất cả các cái gen ở trong cơ thể của mình được để coi là đó có phải là nguyên nhân gây ra bệnh hay không. Thì các cái kỹ thuật chẩn đoán di truyền phân tử phổ biến nhất hiện nay đó là giải trình tự Sanger, được coi là tiêu chuẩn vàng trong khảo sát phát hiện những cái biến đổi về nhập di truyền. Tuy nhiên, mặc dù là tiêu chuẩn vàng nhưng lại đây lại là mình sẽ khảo sát từng gen riêng lẻ trong từng các cái phản ứng đơn lẻ, do đó cái chi phí cho cái xét nghiệm cũng giống như thời gian để thực hiện xét nghiệm nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian. Sau này khoảng đầu thế kỷ 20 thì có sự bùng nổ của các cái kỹ thuật sinh học phân tử, đó là cái kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới NGS, thì cho phép mình có thể thực hiện khảo sát rất nhiều gen và nhiều mẫu bệnh nhân ở cùng một cái lần phản ứng. Và đây được coi như là một cái kỷ nguyên mới để giúp cho mình tìm hiểu rõ hơn về các cái bệnh lý di truyền, cũng như khám phá được các cái gen liên quan đến bệnh và mở ra các cơ hội để mình tiếp cận điều trị nhắm trúng đích cho người bệnh của mình. Thì trong kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới thì nó sẽ có nhiều cái loại kỹ thuật khác nhau. Mình có thể là khảo sát toàn bộ bộ gen của mình, có nghĩa là tất cả các cái gen trong cơ thể của mình đều được khảo sát hết, đó gọi là whole genome sequencing. Và mình có cái kỹ thuật thứ hai, đó là mình sẽ giải trình tự toàn bộ exome. Thì trong cơ thể của mình sẽ có những cái đoạn exome nó sẽ liên quan trực tiếp đến mã hóa cho phân tử protein chức năng, và cái phần exome này chỉ chiếm 1% toàn bộ các cái gen trong cơ thể. Thì khi mình khảo sát các cái exome này và mình ghi nhận được cái thay đổi trên exome thì giúp cho mình đánh giá được cái mối liên quan chặt chẽ cái tình trạng bệnh của bệnh nhân như thế nào. Và mình có cái kỹ thuật thứ ba, đó là mình sẽ giải trình tự một cái nhóm gen mục tiêu. Thì khi mà mình có điều trị một cái bảng gen mục tiêu như thế này thì mình đã khu trú lại, mình khảo sát một vài gen mục tiêu, và do đó thì nó sẽ làm tăng cái cơ hội mình xác định được chính xác hơn, do đó độ nhạy, độ đặc hiệu cũng sẽ cao hơn so với lại chuyện là mình khảo sát toàn bộ cái bộ gen. Thì đây là một cái ví dụ để mình làm rõ hơn, để phân biệt giữa các cái kỹ thuật của giải trình tự thế hệ mới, sự khác biệt giữa giải trình tự toàn bộ bộ gen hay giải toàn bộ exome hay là cái trị nhắm trúng đích. Ví dụ như mình nói ngày hôm nay, trên đường đi mình đánh mất chìa khóa, vậy thì giải trình tự cả bộ gen nó cũng giống như nói là mình làm mất chìa khóa ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ có rất nhiều nơi, và cái khi mà mình tìm vậy thì mình cũng có thể tìm được rất nhiều chìa khóa, nhưng mà chưa chắc đúng là cái chìa khóa mà mình bị đánh mất. Giờ đến mình nói là mình sẽ giải trình tự toàn bộ exome, thì mình khu trú hơn. Nãy trước khi đi đến tại phiên hội nghị ngày hôm nay thì có ghé qua trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy mình đã khu trú được là ở tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Bao Tử ở của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là mình đã có một mục tiêu rõ ràng hơn nữa, do đó là cái xác suất mà mình tìm được đúng cái chìa khóa mình đánh mất nó sẽ tiết kiệm thời gian hơn, và mình cũng thể tìm được đúng cái chìa khóa của mình hơn với chuyện là mình đi tìm ở trong cả khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Dĩ nhiên là mỗi một cái kỹ thuật nó cũng sẽ có những ưu nhược điểm riêng, và cái vấn đề làm sao mình sẽ cân đối giữa chuyện là mình hiểu biết về căn bệnh đó như thế nào, hiểu biết về các cái gen liên quan ra làm sao, cũng như là một cái vấn đề quan trọng nữa, đó là cái chi phí dành cho cái xét nghiệm làm sao phù hợp với điều kiện tình hình của người bệnh nhân Việt Nam của mình. Thì trong ba nhóm xét nghiệm này thì hiện nay là nếu như mình khu trú được cái nhóm gen mục tiêu để khảo sát thì cái chi phí xét nghiệm nó là thấp nhất. Tuy nhiên với cái việc giải trình tự toàn bộ cái bộ gen thì nó cho mình cái cơ hội để mình khám phá những cái gen, những cái biến đổi mới mà có thể là chỉ gặp ở tại người Việt Nam mà không gặp ở các cái chủng tộc khác ở trên thế giới. Ngoài ra thì mình còn có những cái kỹ thuật sinh học phân tử khác để giúp cho mình hỗ trợ chẩn đoán. Bởi vì đối với cái kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới, mình thấy nó có rất nhiều cái ưu điểm. Tuy nhiên nó không thể giúp mình khám phá hết toàn bộ những cái bất thường di truyền trên phân tử của mình cần khảo sát. Đối với những cái lập mất đoạn trên 60 nucleotide thì mình sẽ còn có những cái kỹ thuật khác, ví dụ như kỹ thuật MLBA hay kỹ thuật FISH, để mà mình đánh giá được những cái lập mất đoạn trên gen hoặc là trên nhiễm sắc thể của mình. Mình quay ngược trở lại đối với bệnh lý CMT
Thì bệnh lý CMT là một bệnh lý di truyền, và hiện nay cái số gen mà được xác định là có liên quan đến bệnh lý CMT đã lên tới 80 gen. Và tùy theo cái kiểu di truyền, người ta thấy là có những gen đặc trưng cho hoặc là tổn thương dây thần kinh loại hủy myelin hoặc tổn thương sợi trục là kiểu di truyền trội, di truyền lặng, và cái danh sách gen này ngày càng được mở rộng. Thì để tiếp cận một cái bệnh nhân mình nghi ngờ là có bệnh lý thần kinh ngoại biên di truyền và nghĩ là bệnh lý Charcot-Marie Tooth, thì ở đây các anh chị, các quý vị đại biểu có thể nhìn thấy là tiếp cận lúc nào bao giờ cũng tiếp cận là ở hướng lâm sàng. Mình cũng phải coi được là mình nghi ngờ bệnh nhân của mình có một bệnh lý thần kinh ngoại biên di truyền, dựa trên những đặc điểm lâm sàng về tuổi khởi phát của bệnh nhân, về phân tích đặc điểm tiền căn gia đình phả hệ và những cái thay đổi ở trên kết quả điện khảo sát điện thần kinh, thì lúc này sẽ gợi ý rất là nhiều cho việc định hướng giúp cho các cái bác sĩ sinh học phân tử, bác sĩ di truyền coi là mình sẽ khảo sát tập trung trên những nhóm gen như thế nào, và phải phối hợp vừa cái phần lâm sàng và cái phần xét nghiệm di truyền đó thì sẽ giúp cho mình tăng cao hơn cái việc là chẩn đoán xác định cái gen nào có liên quan đến bệnh. Thì tình hình nghiên cứu CMT tại Việt Nam như thế nào? Thì đầu tiên vào năm 2003 đã, của thầy Lê Minh đã giới thiệu về bệnh lý Charcot-Marie Tooth và các cái thần kinh ngoại biên di truyền có liên quan. Đó thì nhóm nghiên cứu cũng bắt đầu tìm hiểu và chập chững tìm hiểu về các cái kỹ thuật sinh học phân tử để làm sao chẩn đoán di truyền trong bệnh lý CMT. Và chúng tôi đã có một cái công bố quốc tế là khám phá được một cái đột biến mới ở trên bệnh một cái gia đình bệnh nhân được chẩn đoán Charcot-Marie Tooth. Thì đây là một bệnh nhân nữ 16 tuổi, bệnh nhân đến khám tại bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và được bác sĩ để đo liệt cơ, chứ không phải bệnh nhân đến đầu tiên là đến gặp các bệnh nhân làm chạy nhảy khó và thường là dễ rất là dễ té, và đã được làm phẫu thuật cơn gót vào năm 8 tuổi. Khảo sát điện cơ ký thì ghi nhận là có mức đáp ứng vận động cảm giác trên tất cả các cái dây thần kinh khảo sát. Thì đến đây đối với cái phần lâm sàng của trên bệnh nhân cũng giống như khảo sát điện cơ ký thì chỉ có thể gợi ý cho chúng ta đó là một cái bệnh lý thần kinh ngoại biên di truyền. Thì nếu như chỉ dừng ở đây để mà giúp cho mình hướng tới là mình nghĩ đến đây là bệnh lý CMT hoặc là để làm sao mình khảo sát gen nào thì nó cũng rất là khó. Sau đó thì qua khảo sát gia đình thì thấy là có hai người em ruột cũng có đặc điểm bệnh biểu hiện tương tự như là bệnh nhân của chúng ta, và nhờ cái kết quả khảo sát dẫn truyền thần kinh trên người thân thì đã giúp cho mình định vị được đây là một cái bệnh lý CMT mà thể tổn thương là tổn thương sợi trục thần kinh, và nhờ đó được gợi ý cho nhóm là khảo sát tập trung vào các cái gen nào liên quan đến ảnh hưởng, nếu như bất thường cái gen này thì sẽ làm tổn thương sợi trục của dây thần kinh, chứ mình không đi khảo sát về cái nhóm là có tình trạng hủy ở myelin. Thì tại thời điểm năm 2015-2016 nhóm bắt đầu nghiên cứu thì cái kỹ thuật mà có trong tay đó là giải trình tự Sanger, chưa có sử dụng cái kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới rộng rãi như hiện nay. Do đó là nhóm với lại cái phần về kinh phí thì cũng không có, do đó là nhóm sẽ tiến hành khảo sát lần lượt từ gen một từng gen một. Do đó tại sao các anh chị thấy là phát hiện gặp được bệnh nhân vào năm 2016 nhưng mà cái công bố về cái đề tài này, cái kết quả trên gia đình bệnh nhân là tới năm 2019 mình có thể thực hiện được. Là nếu như mình dùng giải trình tự Sanger thì mình sẽ phải làm lần lượt từ gen và mình phải mò mẫm rất là mất nhiều thời gian. Thì qua cái phần khảo sát về gen, chúng tôi đã khoanh vùng được cái gen bị tổn thương đó là gen GDAP1 liên quan đến phần cấu trúc của sợi trục thần kinh. Thì qua khảo sát thì thấy là ba bệnh nhân, ba anh chị em đều có cái biểu hiện lâm sàng hoàn toàn đồng nhất giống như nhau, và rõ ràng là bệnh nhân đều mang cái kiểu gen đồng hợp tử đó là đột biến trên cái gen GDAP1 và nó làm cắt cụt cái phân tử protein, là cái phân tử protein của mình nó bị ngắn đi hơn so với bình thường, do đó làm dẫn đến cái rối loạn chức năng trên cái sợi trục của thần kinh. Và khi khảo sát trên ba mẹ của bệnh nhân thì thấy là ba mẹ là mang gen dị hợp tử, do đó mình thấy là ba mẹ thì hoàn toàn bình thường nhưng ba người con sinh ra lại đều biểu hiện là đồng hợp tử. Thì tình hình nghiên cứu đối với bệnh lý CMT tại Việt Nam vẫn còn rất nhiều câu hỏi bỏ ngỏ.
Mình biết mình đọc các cái kết quả các cái báo cáo y văn trên thế giới, nó đây là một cái bệnh lý thần kinh di truyền rất là phổ biến, tỷ lệ có thể là cứ khoảng 1 đến 3 bệnh nhân trên khoảng 10.000 người. Tuy nhiên mình vẫn chưa có bất kỳ một số liệu nào tại Việt Nam của mình. Trong suốt 5 năm đã theo đuổi cái nhóm bệnh lý CMT thì hiện nay thì nhóm vẫn thu thập được vào trong nghiên cứu chỉ khoảng 30 gia đình là được chẩn đoán là có CMT. Do đó mình vẫn chưa biết được là tần suất mắc bệnh CMT tại Việt Nam ra sao. Cái thứ hai là đặc điểm di truyền phân tử của bệnh CMT ở người Việt Nam như thế nào và có hay không có cái mối liên hệ giữa kiểu gen và kiểu hình của bệnh nhân. Và các anh chị có thể là mình thấy gần đây một trong những cái nhóm bệnh nhân đó là bệnh nhân teo cơ tủy SMA Việt Nam đã có cơ hội tiếp cận điều trị liệu pháp nhắm trúng đích là sửa chữa các cái gen bị hư. Thì đối với bệnh lý CMT thì mình cũng mong có một cái cơ hội để cho các bệnh nhân CMT của mình tiếp cận những cái thử nghiệm điều trị và mở ra một cái triển vọng mới cho tương lai của những đứa trẻ bị CMT. Thì tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đã được hỗ trợ một cái đề tài nghiên cứu đó là ứng dụng cái kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới và kỹ thuật MUBA để trong khảo sát bệnh lý thần kinh di truyền CMT. Thì nhóm nghiên cứu sẽ gồm đội ngũ các bác sĩ lâm sàng, bác sĩ thần kinh, rồi bác sĩ di truyền học để mà phối hợp với nhau. Bởi vì không thể nào tách riêng ra bác sĩ lâm sàng riêng với lại bác sĩ di truyền học. Bởi vì nếu như có một cái xét nghiệm đưa tới cho cái nhóm bác sĩ xét nghiệm di truyền mà chỉ kêu làm xét nghiệm gen không thôi thì chúng tôi cũng không có cơ sở nào để bệnh của mình dựa trên các cái triệu chứng lâm sàng càng rõ ràng bao nhiêu thì nó sẽ giúp ích cho cái việc chẩn đoán. Tuy và chúng tôi đã hết năm đầu tiên của cái việc thực hiện đề tài và cũng mong là quý vị đại biểu, các thầy cô, các anh chị nếu như có những cái trường hợp nghi ngờ là bệnh lý CMT thì có thể liên hệ với nhóm nghiên cứu của chúng tôi để mà các bệnh nhân sẽ được tham gia vào nhóm một cái nghiên cứu và sẽ được xét nghiệm gen miễn phí để mình sẽ có cơ hội để mình tìm hiểu về cái đặc điểm di truyền của bệnh nhân CMT. Đối với đề tài nghiên cứu này thì chúng tôi lựa chọn là tiếp cận là mình sẽ khảo sát trên một cái nhóm gen mục tiêu, đó là 11 gen đã được ghi nhận là phổ biến và thường gặp nhất gây nên các cái bệnh lý CMT, chứ không tiếp cận bằng cách là sử dụng cái kỹ thuật là giải trình tự toàn bộ cái bộ gen người. Bởi vì như đã nói là với mỗi một cái xét nghiệm thì nó có những cái ưu nhược về mặt kỹ thuật và vừa cả về mặt kinh phí, vậy thì mình phải lựa chọn một cái xét nghiệm nào nó sẽ phù hợp nhất trong cái điều kiện của bệnh nhân Việt Nam của mình về cũng như làm tăng ra bệnh nhân CMT cũng giống như bệnh nhân teo cơ tủy như là được chẩn đoán và được lâm sàng hiện nay thì khiếm khuyết mình sẽ có các cái liệu pháp gen sửa chữa gen thường CMT này một cái gen triệu chứng của bệnh nhân là hết thì rất mong hồi cũng như là những cái ý kiến đóng góp của quý vị đại biểu ạ. Cảm ơn các phần trình bày rất là hay của bác sĩ phó giáo sư tiến sĩ Mai Phương Thảo. Thì cái vấn đề trong y khoa nói chung và trong bệnh thần kinh nói riêng đang là vấn đề rất trong thần kinh, tại vì cái nhóm bệnh lý thần kinh di truyền đó là một cái nhóm bệnh lý mà rất là nhiều trong nhóm thực hành lâm sàng. Tôi có một cái câu hỏi mà mình tức là tình huống mà mình chọn một cái chỉ định xét nghiệm gen nào đó cho bệnh nhân thường, dĩ nhiên là mình sẽ ví dụ như là một cái bệnh lý mình gợi ý tới sarcomatosis chẳng hạn, thì tại sao mình tức là mình không, dĩ nhiên là mình không làm giải trình tự toàn bộ rồi, nhưng mà trong cái báo cáo của bác sĩ Thảo là mình sẽ chọn một số cái gen nào đó để mình làm. Vậy thì mà cái việc mà khẳng định giữa cái tương quan giữa kiểu gen và kiểu hình ấy, thì mình lại chưa khẳng định được, chưa có cái mối liên hệ chắc chắn nào hết. Thì vậy thì mình chọn dựa trên cái tiêu chí nào để mình giải trình tự, tại vì nếu mà mình không thì mình sẽ làm cái này không thấy mình lại làm cái khác thì rất là tốn kém cho bệnh nhân. Dạ, em xin cảm ơn câu hỏi của cô Vân. Thì thực sự ra là đối với bệnh lý CMT thì cái mối liên quan giữa cái kiểu gen và kiểu hình nó kiểu hình của bệnh nhân CMT nó rất đa dạng và hiện nay các cái nghiên cứu hiện nay trên thế giới thì nó cũng vẫn chưa thực sự là rõ ràng tại vì nó vẫn có những cái trùng lắp
giữa cái kiểu của tổn thương sợi trục, tổn thương hủy myelin, và cùng một gen đó thì nó vẫn có thể là gây cả hai dạng luôn. Nên nó cũng có những cái điểm rất là khó khăn, không phải là lúc nào ra cái xét nghiệm gen nó cũng trả lời cho mình chính xác được phải đây là cái nguyên nhân gây ra bệnh hay không. Đó, mình phải phối hợp giữa cái chuyện là thăm khám cái triệu chứng lâm sàng. Cái bảng gen mà nhóm đề nghị ra 11 cái gen đó thì cũng dựa trên cái tần suất xuất hiện trong y văn thế giới. Hiện nay mình có tổng cộng là khoảng 80 gen được khám phá, nhưng mà một số cái gen nó chỉ xuất hiện đơn lẻ ở một số quốc gia thôi và chỉ gặp trong một hai trường hợp duy nhất. Đó, nếu như mà mình mở rộng cái bảng gen của mình ra thì mình có khả năng gọi được rất là nhiều cái bất thường, nhưng mà nhiều khi cái bất thường cái gen đó nó lại không có liên quan gì đến cái chức năng của cái dây thần kinh của mình cả. Do đó là mình cũng phải cân đối giữa chuyện là mình lựa chọn cái gen nào phù hợp. Một số cái gen đã rõ ràng rồi về cái liên quan đến cái chức năng của sợi trục, chức năng của myelin, bao myelin để mình khám phá ở trong cái thí nghiệm của mình. Và cái thứ hai nữa là khi mà mình làm cái phần khảo sát về gen á thì sẽ có một số tình huống các cái bác sĩ lâm sàng khi mà gửi mẫu đến cho các cái trung tâm để mà khảo sát về gen, mình sẽ thấy là sao bệnh nhân của mình có cái biểu hiện bệnh lý mình nghi ngờ như thế này, nhưng mà kết quả trả lời gen nó lại ra một cái bệnh hoàn toàn là không liên quan gì hết. Nó là tại sao? Thì đó cũng là một trong những cái nhược điểm của cái kỹ thuật của mình. Không phải là xét nghiệm cứ nói đến giải trình tất cả, được khám phá được tất cả các cái giống như những cái vướng mắc, những cái khó khăn của bác sĩ lâm sàng trong việc chẩn đoán, mà nó sẽ có những cái nó chỉ là một cái biến thể, có nghĩa là một cái điều rất tự nhiên tình cờ gặp ở bệnh nhân đó, như là có người tại sao tóc thẳng, có người tại sao tóc xoăn, đó là một cái đặc điểm di biến đổi di truyền tạo nên cái tính đa hình của cái con người của mình, chứ nhiều khi nó lại không phải là cứ thấy những cái biến đổi di truyền đó thì đương nhiên nó là nguyên nhân gây ra tới bệnh của mình. Do đó phải có sự kết hợp chặt chẽ giữa cái bác sĩ lâm sàng và cái người bác sĩ di truyền học của cái nhóm nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực sinh học phân tử để mà phối hợp để mình coi gọi tên được đúng cái đột biến biến đổi đó liên quan đến cái bệnh của mình. Dạ, cảm ơn về báo cáo của bác sĩ Thảo, rất là hay và bổ ích. Em là bác sĩ Thủy đến từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, về cũng có rất có hứng thú với cái bệnh lý thần kinh di truyền Charcot-Marie-Tooth. Thế thì em xin trước hết là xin chia sẻ thêm một số cái ý kiến. Em xin có cái câu hỏi về cái trường hợp lâm sàng của bác sĩ về cái bài bài báo đó. Thì cái trường hợp này là cái trường hợp hai mấy cái trường hợp bị bệnh trong gia đình đó là xuất hiện. Ở cái thế hệ trước là hoàn toàn không có, thế và cái thế hệ sau thì xuất hiện rất nhiều thành viên trong một gia đình. Nó cho thấy cái tính chất di truyền ở đây là di truyền theo kiểu lặn và tình cờ tổ hợp lại hai cái gen lặn. Thì xin hỏi đây là cái sự tổ hợp dị hợp từ kép, tức là hai cái đột biến lặn đấy nó khác nhau hay là nó hoàn toàn giống nhau? Thứ hai nữa là bố mẹ trong cái trường hợp này có kết hôn cận huyết không? Mà chúng ta thấy tình cờ là hai cái người lại mang y hệt một cái đột biến thì quả thực sự là hiếm. Tại vì là trong cái quá trình làm việc thì em cũng có một cái trường hợp một cái gia đình mà hai có một cái thế hệ hai 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 anh chị em ruột thì mắc một cái thể CMT khá là đặc biệt, intermediate, thể CMT trung gian, với cái mức độ tốc độ dẫn truyền của gen kinh ngoại biên khoảng 25 đến 45 mét trên giây, và có rất nhiều block dẫn truyền. Thì lúc đầu chúng em có nhầm nó là cái CIDP. Thế và cái kết quả phân tích dịch não tủy nó giống như CIDP, tức nó có phân ly đạm tế bào trong dịch não tủy, và chúng em cũng điều trị bằng corticoid rồi các cái liệu pháp ức chế miễn dịch khác thì nó không có ăn thua gì cả. Thế sau đó khi mà xem lại cái tiền sử gia đình thì thấy là có chị ruột bệnh nhân cũng có cái tình trạng hoàn toàn tương tự, và chúng em làm cái điện cơ cả cho chị ruột thì cái hình ảnh điện sinh lý nó hoàn toàn giống hệt nhau, block dẫn truyền rất nhiều nơi, và chúng ta biết cái block dẫn truyền đấy thì theo y văn kinh điển thì là rất là hiếm gặp trong CMT, bởi vì là chúng ta cứ hiểu rằng nó là mất myelin nó đồng đều trên cái dây kinh thì ít khi nó gây ra cái kiểu block. Thế và chúng em quyết định lựa chọn với một cái tình huống là nghi ngờ di truyền lặn và tổ hợp lại từ hai cái thành viên của bố mẹ, thì bọn em lựa chọn kỹ thuật là West giải mã toàn bộ exome, thế và tìm ra cái đột biến là PLEKHG5. Nhưng mà cái trường hợp này là dị hợp từ kép, thì có nghĩa là bố mang một một cái đột biến mất đoạn, mẹ mang một cái đột biến mất đoạn khác, và hai cái đó nó khác nhau. Thế mà khi mà bố mẹ lấy nhau thì cái hai cái PLEKHG5 dị hợp từ kép đó nó gặp nhau ở hai người con và gây ra cái tình trạng bệnh, thì nó cũng khá có vẻ khá là giống với, dĩ nhiên cái kiểu em cũng chưa rõ cái kiểu của bác sĩ Thảo là cái kiểu trung gian, cái kiểu mất sợi trục hay là cái kiểu mất myelin cổ điển.
Thế nhưng mà cái thể của em thì nó là cái thể mẫn miền trung gian. Thế và sau khi trao đổi với các cái đồng nghiệp ở bên Pháp thì tình cờ gần đây họ cũng có một cái gia đình tương tự, và cái gia đình của họ thì lại kết hôn cận huyết, tức là ở cái vùng Côte d'Ivoire đấy họ có cái truyền thống kết hôn cận huyết. Thế và cái gia đình đó thì người ta có đến tận 3 người con, bố mẹ là anh chị em họ lấy nhau. Thì nó có cái khác biệt với cái gia đình Việt Nam của chúng em, đấy là cái gia đình Việt Nam thì là không có kết hôn cận huyết, và tình cờ đây là tổ hợp hai cái đột biến dị hợp tử và khác nhau. Thế còn đối với cái gia đình bên Pháp thì nó là cái sự tổ hợp của hai cái đột biến dị hợp tử hoàn toàn giống hệt nhau. Thì đó là một cái chia sẻ, và em xin thêm cái thông tin về cái trường hợp của chị Thảo. Và nếu có bệnh nhân thì rất mong được tham gia cái nghiên cứu của chị Thảo, bởi vì thực ra cái trình giải trình tự West chỗ chúng em làm thì giá của nó là 18 triệu cho một lần giải trình tự toàn bộ exome. Thế và cái phương pháp mà sau khi mà giải trình tự cho người em xong ấy thì chúng em lựa chọn giải trình tự sensor cho người chị. Để bởi vì chúng ta biết rằng là cái PLEK HG5 nó gây ra cái bệnh rồi. Thì đối với người chị thì chúng em lựa chọn sensor cho nó rẻ và nó chính xác hơn. Đó là một số cái comment em xin hết. Dạ rồi, xin cảm ơn cái phần đóng góp ý kiến của bác sĩ. Thực ra đối với trường hợp gia đình bệnh nhân CMT trong cái bài báo này thì ba và mẹ thì biến dị hợp tử giống như nhau. Thì lúc mà khi mình khảo sát của ba người con xong sau đó của ba mẹ và nhận như vậy thì cũng có quay lại mình hỏi không biết là có kết hôn cận huyết hay không. Thì thực sự ra đó cũng là cái khó khăn của nhóm nghiên cứu lúc tại thời điểm thực hiện đó, thì cái kinh phí nó cũng không có nhiều cho lắm, và hoàn toàn là tự cái nhóm nghiên cứu mình muốn khám phá, mình muốn tìm hiểu về căn bệnh này nên hoàn toàn là tự túc hết về kinh phí. Thì có khai thác được một cái thông tin là ba mẹ thì nói là ở hai cái làng mà nằm cách nhau bởi cái dòng sông ở khu vực phía Bắc. Do đó thì mình chỉ nghi ngờ là không biết có thể là có cái họ hàng xa gì hay không, chứ còn để có những cái xét nghiệm để mà coi có quan hệ huyết thống không thì mình không có confirm, mình không có xác nhận, mình không có làm cái điều đó. Thì đúng là cái cách tiếp cận khi mà mình thực hiện là đối với bệnh nhân CMT đi, nghi ngờ về các cái tiêu chuẩn chẩn đoán mặt lâm sàng rồi thì nhóm sẽ làm cái giải trình tự NGS trên cái bảng gen mục tiêu. Thì khi mà gọi tên xác định ra được những cái đột biến nào đó rồi thì đối với cái những người thân á thì mình sẽ làm Sanger, đã bởi vì mình đã khoanh vùng được cái chỗ mà bất thường rồi thì mình sẽ làm cái giải trình tự Sanger vào đúng cái vùng bất thường đó, thì nó sẽ tiết kiệm giảm cái chi phí rất là nhiều. Thì hiện nay thì nhóm cũng đang cố gắng là làm sao để giới thiệu cái nghiên cứu này cũng như là đến cho không phải chỉ có bác sĩ thần kinh thôi mà còn một cái nhóm bác sĩ nữa là ở bệnh viện chấn thương chỉnh hình. Tại vì hầu hết các cái ca này khi người ta thấy là con họ tự nhiên chân, thường là ở chân sẽ xuất hiện trước có cái biến dạng thế này, rồi đi đứng hay bị té ngã, thì nơi mà họ tìm đến đầu tiên không phải là các bác sĩ thần kinh mà lại đi đến các bệnh viện chấn thương chỉnh hình. Thì đây là một cái trường hợp mà mình thấy là bé được đưa đến và đã được làm phẫu thuật gân gót lúc 8 tuổi và đến tận năm 16 tuổi thì một lần nữa lại đi khám bên chấn thương chỉnh hình và được gửi đến khám thần kinh thì mới phát hiện ra đây nha. Xin cảm ơn cái phần trả lời rất là hay của bác sĩ Thảo. Bây giờ mình cái đề tài này vẫn hot nhưng mà thôi, chúng ta chắc phải nhường thời gian cho những đề tài khác.